Vâng, Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoa Thiệt Đốn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2012. Xin kính gửi đến quý vị những điểm tin nổi bật. Kể đến là hình ảnh hội chợ chay Trung Thu Cát Tường tại chùa Tứ Phương Tăng Tự ở Virginia. Sau đó là bản tin tổng kết về tài chính và kinh tế. Cuối cùng xin kính mời quý vị đón xem bản tin về cuộc vận động Vote for Freedom tại Philadelphia. Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức. Quốc hội cần phải hành động để tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế. Trong bài phát biểu hàng tuần vào sáng thứ Bảy, 22 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói với người dân rằng các nhà lập pháp ở Hạ viện đã nghỉ việc mà không hoàn tất công việc quan trọng mà có thể tạo ra công ăn việc làm và tăng trưởng nền kinh tế. Trong đó có việc giúp các cựu chiến binh tìm công việc làm và dự luật nông nghiệp giúp cho nông dân và chủ trang trại ứng phó với các thiên tai như hạn hán. Quốc hội cũng có thể cho sở hữu chủ nhà đất cơ hội để tiết kiệm thêm 3.000 Mỹ Kim một năm về nợ thế chấp bằng cách tái cấp vốn ở mức lợi tức thấp. 98% người Mỹ và 97% chủ doanh nghiệp nhỏ có được sự đảm bảo rằng thuế sẽ không tăng vào năm tới. Những đề nghị này có được sự hỗ trợ của lưỡng đảng và không có lý do nào mà không được thông qua. Tổng thống cũng đã kêu gọi Quốc hội để thực hiện các bước khi họ trở lại làm việc vào tháng 11 để phát triển nền kinh tế. Hạ viện bỏ phiếu để kiềm chế cuộc chiến về than đá. Hôm thứ Sáu 21 tháng 9, Hạ viện đã thông qua một dự luật đáng kể sẽ bãi bỏ kiểm soát ngành công nghiệp than trong một cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Hạ viện trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Đạo luật HR 3409 đã được phê duyệt trong một cuộc bỏ phiếu với 233 trên 175 phiếu. Luật này là một sự kết hợp của 5 dự án mà có thể lật đổ hoặc ngăn chặn một loạt các quy định mà Đảng Cộng Hòa nói rằng sẽ gây tổn hại cho ngành công nghiệp than và nền kinh tế. Trong số những thứ khác, nó sẽ ngăn chặn khả năng của cơ quan bảo vệ môi sinh để điều chỉnh khí thải nhà kính từ các nhà máy điện và các nguồn khác, và ngăn chặn các quy định về việc lưu trữ và xử lý tro than và hạn chế các quy tắc đạo luật nước sạch. Đạo luật cũng sẽ ngăn chặn các quy tắc của Bộ Nội vụ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản xuất than của Mỹ thực sự hiện là ở mức cao nhất trong 2 thập niên. Tuy nhiên, các nhà máy điện của Mỹ sử dụng ít hơn, có nghĩa là than đá nhiều hơn, và nhiều hơn nữa đang được xuất khẩu sang các nước khác. Trong khi đó, phương pháp khai thác hiệu quả hơn đã làm giảm số lượng các thợ mỏ than làm việc ở Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, lễ tang hiền mẫu của nhà báo Phạm Trần, bà quả phụ Maria Phạm Văn Đại, nhũ danh Phạm Thị Tấn, hưởng thọ 97 tuổi, đã cử hành trang trọng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ St. Lawrence và lễ tiễn đưa linh cữu của bà Maria Phạm Thị Tấn về nước Chúa tại nghĩa trang Fairfax, Virginia vào ngày hôm nay thứ Bảy 22 tháng 9. Bản tin Hoa Thiệt Đốn đã nhận được những lời chia buồn cùng ông bà Phạm Trần và tan quyến từ tổng đài SBTN California, đài truyền hình Sài Gòn Entertainment Television, trung tâm Asia Entertainment, các anh chị SBTN North và South Carolina và các anh chị SBTN Philadelphia. Ngay tại buổi lễ tiễn đưa, ông Phạm Trần đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả quý thân bằng quyến thuộc, bằng hữu xa gần, quý báo giới, truyền thông và đặc biệt là đài truyền hình SBTN.